Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, thầy là người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm Khoa học Hungary trao phần thưởng. Thầy có gần 10 năm làm việc tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Mỹ. Thầy được mệnh danh là người mở đường cho nền công nghệ thông tin Việt Nam trong thương vụ mua bản quyền Microsoft Office với Bill Gates. Thầy từng là nguyên viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội. Và hiện tại, thầy là trưởng khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học Đại Nam. Thế bây giờ cuối cùng thì là cái điều quan trọng nhất là biến mà gọi là con trỏ ấy, là rất khó dùng, mà phần lớn là sai lầm là ở chỗ hàm malloc, cho nên chúng ta phải nhớ là hàm malloc, mà hàm malloc nó nằm trong stdlib đúng không, là một cái hàm rất là quan trọng, phải sử dụng hàm malloc là trong C. Thì cái bài toán này thực tế đấy, chúng ta học các cái hàm của các thư viện là học qua các bài toán. Bài toán này là cấp phát bộ nhớ động cho mảng. Thí dụ như là một cái mảng ANMAX chẳng hạn thế. Nhưng mà chúng ta trong nhiều trường hợp là chúng ta không biết độ lớn là bao nhiêu. Sau khi tính toán một hồi chúng ta mới biết là số lớn. Nếu chúng ta làm sinh viên lớp ấy là 60 người, 50 người thì là lúc bấy giờ chúng ta đã cấp phát bộ nhớ được rồi, tức là có một mảng là 60 người. Nhưng mà nhiều bài toán này chúng ta chưa biết được, có thể là 1 triệu nhưng cũng có thể là 2. Thế thì cho nên chúng ta không làm cái trò cấp phát tĩnh được. Thí dụ như cấp phát tĩnh là chúng ta có thể nói là NMAX chúng ta viết là 1 triệu. Thế là nhưng mà chúng khi mà dùng chúng ta chỉ dùng 2 thôi, tức là rất lãng phí bộ nhớ đúng không? Chúng ta dùng có 2 thôi mà có 1 triệu, cho nên nó dùng cái phương pháp mà gọi là cấp phát động, có nghĩa là dùng đến đâu thì mình cấp phát bộ nhớ đến đấy. Thế thì nếu mà giả sử nó chúng ta có mảng 2 chiều đúng không? ANMAX 1, NMAX 2 thì 1 triệu nhân 1 triệu cái thì lập tức là máy tính là rất là khó mà có thể là cho phép mình là có được một cái bộ nhớ, cấp một cái bộ nhớ mà gồm có 1 triệu nhân 1 triệu ô nhớ đúng không? Và mà không dùng tới, nó khi dùng chỉ có 2-3 thôi thì rất là phí. Thế vì vậy là muốn tốt hơn thì chúng ta dùng cái bài toán cấp phát động, tức là dùng đến đâu thì cấp bộ nhớ đến đấy. Thì mục tiêu của cấp phát động là tiết kiệm tài nguyên và tăng tốc độ xử lý đúng không? Thì và cũng chúng ta dùng con trỏ đấy. Thì công cụ cần thiết để mà cấp phát động là như thế nào? Là con trỏ đúng không? Cấp phát bộ nhớ động và dùng hàm malloc và tất cả các hàm mà có trong thư viện stdlib đấy. Thì chúng ta phải nhớ về cái công cụ con chân trỏ này, là công cụ này rất là mạnh, trong C mới có chứ trong Java hay là trong một số ngôn ngữ khác lại không có. Thế nhưng con C này chúng ta sau này học Java chúng ta thấy lại nhớ cái con trỏ tại vì con trỏ nó rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta nhớ là đây là một con dao sắc mà rất là dễ đứt tay, chơi không khéo là đứt tay. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cách chơi thì sẽ rất là tốt. Đấy, thí dụ như là chúng ta cần một cái mảng số nguyên mà chưa biết độ dài là bao nhiêu thì chúng ta làm như thế nào? Đó, đầu tiên là chúng ta khai một con trỏ. Bởi vì con trỏ là nó chỉ là trỏ tới một cái địa chỉ có số nguyên thôi, chứ nó không phải là một biến giữ một số nguyên. Sau đó chúng ta lấy int a và int b thì lúc bấy giờ là hai biến và chứa số nguyên. Bây giờ chúng ta cần phải cấp phát cho 4.000 số nguyên đúng không? Thì là chúng ta sẽ viết là ptr bằng malloc 4.000 nhân size of int. Size of chúng ta biết là trong stdlib là có một cái hàm là size of, tức là muốn có một cái kiểu dữ liệu gì thì chỉ cần để cái tên kiểu dữ liệu ở trong size up cái thì nó sẽ return một số nguyên. Và cái kiểu của nó như lúc chúng ta nói biến đấy, nó là kiểu của nó là size t đúng không, nhưng thực tế là một số nguyên. Nhưng mà chúng ta hiểu là size t là một số nguyên, nhưng mà nó mô tả lên là một cái cỡ, kích cỡ đúng không, độ lớn của một cấu trúc dữ liệu. Ở đây là cấu trúc dữ liệu này là số nguyên. Đấy, nếu mà thí dụ như lúc nãy sinh viên chẳng hạn thì cũng size up sinh viên ra bao nhiêu chúng ta không quan tâm, chúng ta lưu vào một cái st xong sau đó chúng ta lại malloc đúng không. Thì vì vậy là ở đây chúng ta cần 4.000 số nguyên thì phải malloc 4.000 nhân size up int
Đó, tức là một số nguyên thì bằng size of int. Còn vậy là 4.000 số nguyên là 4.000 nhân size of int và pointer, thì chúng ta malloc, tức là chúng ta tạo một bộ nhớ, một cái địa chỉ, đúng hơn là tạo một cái địa chỉ mà tại đấy thì có một đủ bộ nhớ để mà lưu 4.000 số nguyên. Thế và cái địa chỉ đấy thì cái pointer trỏ đến cái địa chỉ đó. Đúng không? Bây giờ chúng ta đã thành công là còn cái địa chỉ cụ thể là như thế nào, bằng bao nhiêu thì là do máy nó cấp, chúng ta không cần biết. Nó chỉ biết là chúng ta đã cấp phát một cái vùng bộ nhớ ở trong bộ nhớ của máy tính, đúng không? Mà đủ để chúng ta ghi 4.000 số nguyên. Thế và vậy là cái địa chỉ đó thì được gắn cho, ghi vào cho con trỏ. Thế là ok, xong rồi. Thì bây giờ là pointer 2 thì bằng A, tức là tóm lại A là một số nào đó mà 2 bằng A, thì sử dụng pointer như địa chỉ mạng. Thế bây giờ cần phải sử dụng 6.000 số nguyên, thì là lúc bây giờ mới dùng 4.000 thôi, thì chúng ta dùng cái hàm là realloc, tức là alloc là cấp, malloc là cấp phát bộ nhớ, và realloc tức là cấp phát lại. Đó, đã cấp phát một lần bây giờ là cấp phát lại, thì cấp phát lại bây giờ là vẫn cái đấy thôi, nhưng mà chúng ta bây giờ mở rộng nó ra, cái pointer ra thêm 2.000 số nguyên nữa là 6.000 số nguyên, thì gọi cái hàm này. Và lúc bây giờ pointer số 5 chúng ta cho bằng B chẳng hạn đấy, sử dụng phần tử mới. Thế còn sau này khi mà dùng xong rồi mà chúng ta muốn là thu hẹp lại đoạn này, không cần đến 600 nữa mà chỉ cần không cần 6.000 nữa, cần 3.000 thôi, thì là chúng ta lại là pointer bằng realloc lại một lần nữa. Xong rồi cái size của nó là 3.000 nhân size of int. Thì đấy là nhớ là cấp phát động, có nghĩa rằng là đầu tiên chúng ta cấp phát là 4.000, xong sau đó chúng ta cấp phát 6.000, xong lại tăng lên, xong rồi giảm xuống. Khi nào cần đến bớt thêm bớt chúng ta giảm xuống, để sao cho cái chương trình của chúng ta dùng tài nguyên, dùng bộ nhớ là ít nhất, đúng không? Nếu mà chúng ta dùng nhiều quá thì máy nó sẽ chạy chậm thôi. Chương trình không tốt ở chính là chuyện là quản lý bộ nhớ. Thì đấy, như là tôi nói là cái lỗi lập trình của thế kỷ lúc nãy là khi mà pointer chỉ vào một dữ liệu nào đấy thì ta phải nhớ được là khi lần đầu tiên chúng ta dùng nó là chúng ta chỉ vào bộ nhớ nào, chúng ta cấp phát bộ nhớ là ở theo kiểu nào. Nếu chúng ta cấp phát bộ nhớ int thì tức là cũng phải là int. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta lại trỏ cái đấy vào một cái địa chỉ khác thì là lúc bây giờ là chúng ta vẫn cái ông mà cấp khai báo đầu tiên nhớ nó là integer, nhưng sau này chúng ta lại chỉ vào sinh viên chẳng hạn, thế là sẽ có một và bộ nhớ gọi con trỏ thì mình muốn trỏ vào đâu thì trỏ mà. Cho nên lúc trỏ vào sinh viên mà lúc mà trỏ vào in, hai cái kiểu dữ liệu là không giống nhau thì hay gây ra lỗi. Vẫn có thể làm được nhưng mà nó vẫn gây ra lỗi. Thì vì vậy chúng ta phải nhớ là loại dữ liệu nào, sẽ đến chúng ta đã cấp phát bộ nhớ như thế thì chúng ta chỉ khi mà đọc, chúng ta chỉ có thể đọc được đúng cái kiểu đó thôi. Chứ còn chúng ta đọc theo kiểu thành một cái dữ liệu khác thì lúc ấy nó sẽ gây ra lỗi. Đấy, thì phải nhớ thế. Và sau khi dùng xong, không dùng nữa, thì người ta dùng cái hàm gọi là hàm free. Tức là free là để cái pointer vào đấy và để vào hàm free. Free có nghĩa là tất cả cái bộ nhớ mình giải phóng để cho người cái máy tính nó dùng. Tức là nó cấp phát bộ nhớ, tức là dành cái bộ nhớ cho mình. Thế bây giờ free tức là bộ nhớ ai muốn dùng thì dùng, tức là nó lại giải phóng bộ nhớ ra. Thì chúng ta phải giải phóng, khi không dùng đến nữa chúng ta phải giải phóng ngay thì cái chương trình nó mới tốt. Các cái chương trình máy tính mà của những người mà viết khác nhau, đúng không? Những người mà chuyên nghiệp thì thấy là phần mềm bấm nó tách tách chạy rất là sướng. Nhưng mà có những cái ông mà nghiệp dư là nó chạy rất là lờ đờ, là chính vì là quản lý bộ nhớ không tốt, đúng không? Mình chiếm hết cả bộ nhớ. Mà nếu mình xem ở trong Windows ấy, thì thấy là bộ nhớ nó ăn hết cả. Đấy, thì chúng ta thấy là những cái chương trình tồi là thông thường nó ăn bộ nhớ rất là nhiều. Thì cho nên và thường là do các tác giả là không dùng cái hàm free, đúng không? Thì chúng ta nhớ là khi mà đã, nhưng mà nếu mà trong một hàm mà chúng ta malloc thì
thì chúng ta trước khi rời khỏi hàm ấy chúng ta phải free trước khi ra khỏi hàm ấy. Tại vì nếu không thì cái bộ nhớ dùng xong nó ra khỏi hàm thì người ta lại quên mất, lần sau mình gọi đúng cái hàm ấy thì nó lại cấp phát bộ nhớ lại lần nữa, xong ra khỏi hàm mình lại không giải phóng, thì vậy cái bộ nhớ nó cứ bị chiếm mãi, tức là trong C là nó không có tự động gì cả, cho nên nó cứ chiếm bộ nhớ, và mình gọi 1000 lần thì tức là sẽ chiếm bộ nhớ 1000 lần và không dùng được. Để ra khỏi hàm thì tất nhiên là máy tính nó quên mất là cái hàm ở đâu và có dữ liệu gì rồi nên không dùng được, nhưng mà cái bộ nhớ thì cứ cấp phát liên tục thế. Thì người ta gọi hiện tượng này gọi hiện tượng gọi là memory leak, tức là nó gọi là thất thoát bộ nhớ. Thì các chương trình mà chạy lâu thì chúng ta phải khởi động lại là chính là nó bị trường hợp là thất thoát bộ nhớ, gọi memory leak. Thế thì nói chung ấy, thì những cái chương trình máy tính thì viết bằng C ấy, thì cũng không tránh khỏi được memory leak. Cho nên lâu lâu ví dụ như những cái chương trình mà ví dụ như Doc hay là các chương trình, đặc biệt là các chương trình mà các chương trình trình duyệt chẳng hạn, là sau một thời gian là chúng ta lại phải khởi động lại, máy phải khởi động lại là bởi vì memory nhiều quá, đúng không? Để mấy ngày chẳng hạn bộ nhớ nó cứ nở rộng ra, chúng ta không làm gì cả nó vẫn nở rộng ra, là bởi vì nó bị thất thoát bộ nhớ. Thế cho nên chúng ta phải nhớ là để viết tốt, hạn chế càng nhiều càng tốt, thì chúng ta cứ nhớ là hàm mà đã có malloc thì phải dùng free. Đấy là hai cái hàm free và malloc là đi với con trỏ và dễ gây ra những lỗi con trỏ nhất, là có ba nguyên tắc này. Nhớ nếu mà chúng ta làm thật đúng như thế này thì không sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên là trong các chương trình, thậm chí là chương trình của các công ty nổi tiếng như Microsoft vẫn có thất thoát bộ nhớ như thường, là vẫn có những lỗi mà dùng pointer, thì chúng ta nhớ là chúng ta không được quên cái điều đó. Thế thì các bạn có thể đọc cấp phát bộ nhớ động cho mảng hai chiều. Thế thì đọc code và sơ đồ luồng, đây là bài tập đọc code. Thế thì đặt câu hỏi thì hôm nay chúng ta dừng lại ở đây, thì mọi người bắt đầu có thể đặt câu hỏi được, đúng không? Và về nhà thì lần này nhớ là làm bài tập, đúng không? Tôi sẽ gửi bài tập qua email.